Xin chào tất cả mọi người, rất hoan nghênh mọi người đã quay trở lại với series Resident Evil 4 phiên bản Việt hóa trên channel của mình. Mình là Chris. Mình nói trước luôn là mong mọi người thông cảm nha, tại vì mình đang quay vào ngày Chủ nhật mà cái nhà đối diện bên mình đang sửa nữa, cho nên có khả năng là nó sẽ lẫn một số tạp âm vô. Mình thì tranh thủ khi nào rảnh thì quay thôi, chứ để nhiều khi có mấy bữa bận quá không quay được. Nhiều quay để dư một hai tập, khi nào mà bận quá không quay được cũng có cái mà up cho mọi người xem. Mọi người thông cảm với đó nha. Tập này trước khi đi mình sẽ vô đây bán bớt chút đồ luôn. Lần trước chưa bán hết. Got some rare things on sale. What are you selling? Đây. Đấy, mọi người coi nè, đạn súng lục nó mua có 50 đồng. Giờ lần trước mình bán hết đống này đi, được có 2.200. Lần trước cho 6-70 đi, được nhiêu? 3k, 4k cùng. Lão này kiểu cắt cổ lắm, bán cắt cổ mà mua lại giá bèo lắm. Cái mình muốn bán là cái này này, mắt xanh lá một cái 1.000, mình gắn 3 cái luôn, nghĩ chắc chừa 2 cái là được. Bán 4 cái. Is that all? Thank you. Mặt trợ cũng bán 4 cái. Is that all? Chừa 2 cái, biết đâu chúng ta lại kiếm được 2 cái lồng đèn nữa thì sao? 16k. What are you buying? Mua chắc không được. What are you buying? Nâng cấp được gì không? Chết cơ, nâng cấp tốc độ nạp đạn luôn hả? Is that all? Thank you. Come back. Rồi, chúng ta đi tiếp nhé. Mọi người chuẩn bị tinh thần chưa? Tập này sẽ đánh boss khó nhằn đấy. Lên. Ở dưới kia có mấy viên ngọc mình lượm hết rồi. Mọi người yên tâm đi, không có sót đâu. Wow. Chỗ này căng à. Đi thẳng bên phải, bên trái. Chà, ủa đường này lớn lắm. Chỗ này mình khá nhớ, nhưng mà chúng ta ở đây sẽ gặp con boss mà lần trước cái thằng quỷ Raymond nó bảo cánh tay phải của nó đó. Con này khó diệt lắm, quay giỡn thôi nha. Đi thôi. À, tới đây phải cẩn thận đấy. Nhung xanh. À, nó cho máu kìa. À, một cái hốc này là cái chỗ để đồ rồi. Đấy đấy. À, nó xuất hiện rồi đấy. Tập in này camera nó tù nữa chứ. Bình tĩnh thôi. Chúng ta cứ xác định đường đi. Chạy thẳng có đường duy nhất. Bắt đầu từ đây nè, nó sẽ xuất hiện nè. Để mình xác định đường đi một cái nữa. Bên phải. Nhưng mà chúng ta phải kiếm được chìa khóa. Không quẹo phải được, cứ chạy lặng quẹo trái. Vô trong phòng. Nên cầm cái sọt kinh. Nhưng mà con này tốt nhất gì thì nên cầm cái này. Và chúng ta sẽ đổi sao, cầm sọt kinh trước đã. Đây. Nó vô rồi. Nó vô rồi. Xuất hiện đi.
chúng ta phải lợi dụng mấy cái bình này này. Đấy, lợi dụng mấy cái bình đó. Chuẩn bị nha. Nếu mà muốn diệt nó nhanh thì dùng cái cây này cũng được. Nhưng mà mình thấy tiếc lắm. Mình sẽ để dành diệt con khác. Đây có gì không? What the hell? À, có đạn. Đây là chúng ta phải lợi dụng cái này để diệt nữa. LN2, đó là một bể chứa nitrogen lỏng. Tại sao nó lại đây? Nó giúp chúng ta diệt chùm. Công dụng của nó tốt nữa mọi người xem. Trời ơi. Thế mà này không kịp đau thật. Bấm kịp ta. Đậu xanh á. Kỳ trời. Đấy. Bật ngay. Đó, có thang máy rồi. Vậy chúng ta mới quay lại chỗ kia đi thang máy được. Con này mọi người có thể bỏ qua luôn cũng được. Chờ khoảng 4 phút. Nó chạy vòng vòng bỏ qua nó luôn cũng được. Lấy máy. Phải đợi nó xuất hiện thì chúng ta mới dụ nó chơi cái này được. Mình ra nó sẽ xuất hiện. Khu vực phải bị khóa lại do những lý do an toàn. Hy vọng chỉ là tạm thời. Mở cửa. Trong nhất thời nó sẽ không mở. Đấy. Đánh ngã nó. Còn này nó bị đóng băng nè. Chết chưa? À, nó chưa chết. Mở cửa đi. Mở cửa rồi, mở cửa rồi. Nhanh. Shit. Đậu xanh. Là đây, là đây, là đây, là đây. Là đây. Lợi đây, lợi đây, lợi đây. Nó vẫn chưa chết ạ. À. Trâu vải nồi. Chúng ta quay ngược lại đi về bên phải con cái này. Hy vọng vô đây sẽ diệt được nó. Vô. Thôi. Chết chưa? Chưa chết. À, nó chưa chết trâu vải. Chạy tiếp. Hết máu tôi rồi. Bản đồ đâu? Ra.
cuối đường này ra. Ra quẹo phải xong quẹo trái. Nhanh nhanh nhanh. Thế còn không xíu kịp nữa. Lẹ. Sử dụng luôn. Chết đi. Rồi, dáng này mà chắc chắn phải chết. Đấy. Đấy gì. Đấy, cực kỳ hao máu luôn ạ. Đá quý của vương miện. Hồi nãy chúng ta có thể chạy vòng vòng né như thế này, xong rồi bỏ qua nó vô canh đến lúc thang máy mở chúng ta vô cũng được. Nhưng mà mình muốn diệt nó để mình lấy cái vương miện này. Lấy cái này này để gắn cái vương miện. Thấy chưa? Dấu hiệu trên mặt sao cho thấy nó đã từng được đặt trong thứ gì đó. Đây nè. Hai chỗ khuyết. Chúng ta giết hai thằng cánh tay phải rồi. Hai thằng đó, cánh tay phải còn thằng cánh tay trái nữa. Giết nó sẽ rơi răng miếng nữa, gắn vô này. Bán cực kỳ được tiền. Hai viên ngọc à. Đấy, mình thấy kinh chưa? À, cứ tưởng quán mình chết chắc chứ nó. Thật ra nếu mà lúc đầu á, mình nói rồi đó, nếu mà không muốn tiết kiệm mà ngay cái từ lúc mà đóng băng lần đầu tiên chơi cái này là chết ngay. Nhưng mà phí lắm, cực kỳ phí. Mình muốn để dành cái này để diệt tới cái đoạn kia, chúng ta bắt buộc phải cần cái này. Rồi đi tiếp nha. Khu này coi mấy chỗ mình vô hết rồi. Đây. Đi xuống à. It seems that Salazar is having difficulty taming the American pig. Salazar had his chance. Krauser, go get a girl. Oh, and dispose of this swine while you're at it. Consider it done. Tới đây lại khó khăn nữa. Đoạn đường về càng về sau nó càng khó. Đạn súng lục. Giấy tờ gì đây? Ghi chép của Louis II, người cai quản đầu tiên của tòa lâu đài, đã chôn Las Plagas sâu trong lòng đất phía dưới tòa lâu đài để giấu đi sự tồn tại của chúng. Nhưng khi Salazar thả Las Plagas ra, không ai nghĩ là anh ta có thể hồi sinh chúng. Bởi vì khi Salazar tìm thấy chúng, chúng chỉ còn là những hóa thạch. Đây nè, đấy nguồn gốc của cái loài virus, loài ký sinh trùng Las Plagas đi. Đấy mà lúc đầu á, người cai quản đầu tiên của tòa lâu đài này giống như kiểu tổ tiên của cái thằng Brayman Salazar đấy. Sau khi biết được, mình nghĩ là có khả năng là họ biết được cái con này nè, cái sinh trùng sẽ gây hại, cho nên họ đã chôn nó ở dưới tòa lâu đài. Tới khi cái thằng quỷ Salazar này nó nghe theo lời xúi dục của thằng giáo chủ á, nó đào lên. Lúc mà đào lên chỉ còn những hóa thạch, mà ai có khả năng từ những cái hóa thạch này lấy ra ADN để hồi sinh lại? Dĩ nhiên là tập đoàn Umbrella rồi. Còn cái thằng giáo chủ của giáo phái, mình nghi một là nó là một người đối tác, một người hợp tác với tập đoàn Umbrella. Hai, nó là một trong những cái thành viên chủ chốt, có thể nói là một trong những người phụ trách của cái khu vực Tây Ban Nha này, của tập đoàn Umbrella này. Mọi người đã biết rằng ký sinh trùng không thể sống mà không có vật chủ, rằng chúng không thể tự duy trì sự sống. Nhưng khi Salazar và người hữu thắng khai quật nó lên, nó có vẻ như Las Plagas chỉ đợi đi được tìm ra, do đó chúng có thể hồi sinh.
Nhiều năm sau, một chấn động kinh không giải thích được đã xảy ra với những người dân trong làng và đã giúp khai quật Black Plaga. Rồi một ngày, bỗng nhiên những người này trở thành những tên bạo lực đầy hung dữ. Sau đó họ tìm ra nguyên nhân là do Black Plaga. Mặc dù chúng đều là hóa thạch nhưng chúng vẫn có thể sống rất lâu ở trạng thái ngủ, trong tế bào tồn tại dạng như bào tử. Rõ ràng trong quá trình khai quật, dân làng đã hít phải những bào tử và ở trong cơ thể họ, những con ký sinh này lại hoạt động trở lại. Đó là cách mà Black Plaga hồi sinh. Ngay cả khi tôi viết ra điều này, Black Plaga vẫn đang được khai quật. Chỉ có Chúa mới biết có bao nhiêu con Plaga đã được hồi sinh, nhưng không hề biết rằng vô số Ganados đã được tạo ra. Hành động dã man của họ và đến lúc kết thúc rồi. Nếu họ không dừng lại thì những người trên thế giới có thể trở thành nạn nhân của cái giáo phái điên rồ này. Thì như mình nói đó, ngoài việc là bào tử nó xâm nhập vô những người dân làng, thì cái bọn Umbrella nó cũng có thể từ những cái hóa thạch nó lấy ra ADN để nó nghiên cứu. Và nó phát triển từ cái ký sinh này, nó phát triển ra nhiều loại nữa. Bằng chứng là mọi người thấy đó, mấy con ký sinh trùng trong người dân làng chỉ là những con thường thôi, mấy con thợ thôi. Còn trong người thằng giáo chủ thì nó lại là con trùng, nó có thể điều khiển những cái người khác. Chắc chắn là có bàn tay của Umbrella dính vô. Ở đây lại có nhiệm vụ phụ nữa này. Đây, đấy, mấy cái này làng cha này bán nha, mình không lấy được nha, không cho lấy này. Chúng ta lại tiếp tục vô săn làm nhiệm vụ phụ thôi. Mọi thứ vẫn y như cũ, chả có gì khác. Cao nhất là 4.000 điểm. Welcome. Bắn liên hoàn, bắn liên hoàn trước đã. Hoàn cẩm này. Rồi. Kiểu C là kiểu mới nhất, A, B mình chơi hết rồi. Tí bắn trúng ếch lầy. Nhiều điểm. 2 điểm. Giải thưởng hiếm. Thử phát nữa coi. Điểm 5 điểm mình ra mình đổi cái kiểu chơi, ít nhất phải 6 điểm mới được 6 cái nắp chai. Thử đổi coi nó cho nhiêu cái. Nghỉ chơi rồi, 3 cái nắp chai, 3 cái nữa mới được. Chơi súng nhắm đi. Súng nhắm mới cầm cái này cho nhanh, gán thêm mà 5 điểm nữa. Thử C. Thử
trúng mắt lầy rồi kìa. Nhanh. Xong. Bắn cái này được 500 nè. Nghe hụt 2 cái. Được có 2 điểm. Gán thêm cả nào. Bắn nhanh là chúng ta lấy đi chứ. Nhanh lên. Nó hụt cái đó mới đau chứ. Bình tĩnh. Bộ sưu tập hàng thứ 3 đã hoàn thành. Tuyệt vời chưa? 35.000. Mọi người thấy mình chơi ghê không? Hàng thứ 3 là gì nào? Hàng thứ 3, hàng 2, hàng 3 đây này. Don Pedro. Cái phần này là phần Resident Evil 4 được nối tiếp sau cái phần Resident Evil 3. Nhưng mà mọi người đã thấy có điểm liên hệ nào giữa hai phần này chưa? Phần 3 thì nhìn sơ sơ thì có vẻ nó không có liên hệ đúng không? Phần 3 thì nó nói chủ yếu về cái gì? Về T-Virus, Zombie, C-Virus này nọ. Còn phần 4 thì chủ yếu nói về mấy con ký sinh trùng Black Plague này. Nhưng mà thực chất thì nó có liên quan đấy nhé. Thì mấy cái ông mà làm game á, mấy ông làm game trong Capcom á, đã xác nhận là phiên bản RE3 Remake á, cái con Nemesis, mọi người nhớ không? Con Nemesis đó là do sự kết hợp giữa hai bộ phận. Một bộ phận là cái xác của con Tyrant được tạo thành T-Virus, còn cái bộ phận thứ hai là con ký sinh trùng. Nếu mọi người coi RE3 của mình thì mọi người biết rồi đó. Con ký sinh trùng đó là con ký sinh trùng gì? Chính là cái con ký sinh trùng Black Plague này. Thật ra thì Nemesis được tạo thành từ hai cái chi nhánh của Umbrella. Một cái chi nhánh mình, nếu mình nhớ không nhầm, là ở châu Âu chuyên nghiên cứu về cái dòng T-Virus. Còn một cái nữa, chi nhánh khác chuyên nghiên cứu về cái dòng này nè, dòng ký sinh trùng này nè. Thì sau đó hai chi nhánh này mới kết hợp lại tạo ra cái sản phẩm là Nemesis. Giờ thấy mối liên hệ chưa? May á, cũng may là cái Nemesis á, không phải là muốn tạo là tạo đâu. Ngay cả con Tyrant nữa. Hàng ngàn người, hàng triệu người, nếu nhớ không nhầm là trên hàng ngàn người, hàng triệu người mới có một người thích hợp để trở thành Tyrant. Chứ không phải là team T-Virus vô à. Bất cứ ai cũng có thể trở thành Tyrant được đâu. Rồi từ Tyrant đó phải team y phải cấy ký sinh trùng vô để nó trở thành con Nemesis. Cho nên mọi người thấy là cái con Nemesis nó thông minh không? Nó có thể phân biệt được kẻ thù, nó phân biệt được đội Star. Còn mấy cái con Tyrant bình thường nó chỉ nhận được mấy cái lệnh đơn giản thôi. Đấy. Giờ chúng ta ra nâng cấp nhé. Đây. Tới lúc ra nâng cấp rồi. Chắc đoạn vừa rồi nó có hơi lẫn tập âm nhiều đúng không? Cái đó mọi người thông cảm nha. Mấy đứa nhóc nó quậy khủng khiếp luôn á. Đến nỗi mà dì của mình á, thấy cái bà mà
mấy đứa nhỏ này kiểu mà hay là bà hay là trong xóm mấy đứa nhỏ nó sợ mà kêu bà đó vô ray cho tụi nhỏ một trận cho nó bớt quậy, chứ nó quậy khiếp quá, cho nên dẫn đến vừa rồi mọi người nghe tiếng la rầy là vậy, kiểu kêu mấy bà mà lớn tiếng trong xóm mấy nhỏ nó sợ kêu vô quạt cho tụi nó một trận, chứ không tụi nó quậy quá không ai chịu nổi. Giờ chúng ta đi nâng cấp. Welcome. Got some rare things on what bạn you trước. Selling. Is that all? Is that all? Thank you. Ngọc xanh lá vương miện đá quý. Thôi, không phải đâu. Mua. What are you buying? What are you buying? Rồi chúng ta nâng cấp được gì? Này nâng cấp đam, không muốn nâng cấp tí nào. Ai cái này là nâng cấp đam cho cái này mới hay này. Level 3 là mát của nó, là đam của nó là 4 chấm. Is that okay? Rồi. Thank you. Này vẫn nâng được 6.000, nâng được tốc độ nạp đạn. Is that okay? Thank you. Còn có 330 đồng. Come back anytime. Kiểm tra map kìa. Wow. Ôi, cái đoạn tiếp theo này có nhiều thứ hay ho lắm. Cho nên mình sẽ để dành cái đoạn đó cho tập sau. Tập này tuy hơi ngắn nhưng mà nó cũng có nhiều thứ hay ho đấy. Vậy nha. Nếu thấy hay, mọi người nhớ like, share và nhấn nút đăng ký channel để ủng hộ cho mình nha. Hẹn gặp lại trong tập tiếp theo. Bye bye.